Xin chào cô chú anh chị, em là Điền đây. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Thì ngay chỗ em đứng đây rất là gần biển anh chị, ra biển khoảng là 1 đến 2 cây số thôi là ra biển Bình Châu anh chị. Mà có luôn là Novaland và chợ đầu mối anh chị. Rồi hôm nay em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú anh chị một lướt siêu rẻ luôn. Nói tới đất trống là đã rẻ rồi nhưng mà lại có thêm nhà nữa anh chị. Nhà cấp 4 rất là đẹp luôn. Và có diện tích là 10 sau 45 anh chị và có 40 thổ cư, mặt tiền đường nhựa này luôn nha anh chị. Đây đó, ra đường quốc lộ cũng rất là gần, tới ủy ban xã Bình Châu khoảng là 200 mét thôi là tới xã ủy ban xã rồi anh chị. Rồi bây giờ em Điền sẽ quay chi tiết cho cô chú chị mình xem nha. Rồi, trước mặt cô chú chị mình đây là mặt tiền đường nhựa và có kẻ làn đường luôn anh chị. Kẻ làn đường hai chiều. Và cái hướng trước mặt của cô chú chị mình đây ha là đi tới một chút xíu đây. Đây là trục chính ra quốc lộ 5 rồi. Và đi một chút xíu đây qua cái cầu đó, đó là đi ra quốc lộ 5 ha. Và cái đường này là quy hoạch là sẽ mở rộng ra. Cái đường kia sẽ mở rộng ra rộng giống vậy luôn nè. Đó, hiện tại đầu kia chưa giải tỏa thôi ha. Ra chút xíu đó là gặp quốc lộ 5 rồi, khoảng 100 mét thôi anh chị. Và mình rẽ bên tay trái là mình đi tới ủy ban xã Bình Châu rồi, một chút xíu nữa là khoảng 100 mét nữa là tới ủy ban xã. Và mình đi biển đi Bình Thuận đường đó luôn anh chị nha. Và mình rẽ phải thì thị trấn Phước Bửu anh chị, cũng như là trung tâm huyện Xuyên Mộc, và mình đi Sài Gòn luôn anh chị, thành phố Hồ Chí Minh luôn ha. Và hướng sau lưng cô chú chị mình đây là hướng đi vào khu dân cư và thông ra lại quốc lộ 55 anh chị. Đây tới ngã ba này, mình đi rẽ ra đây cũng ra được quốc lộ 55 này, và mình đi thẳng cũng đi được anh chị. Nói chung là khu này là khu dân cư và kiểu là đường thì đường nhựa hết, hạ tầng đường nhựa và thông thoáng hết cô chú chị. Rồi em xin giới thiệu cô chú chị bất động sản này có diện tích là 10 ha. Hiện tại đất mình đã có rào rồi, rào và cổng. Đây ranh của mình là từ đây đó. Và qua tới bên này đó. Là 10 mét cô chú chị. Và sâu là 45 mét. Đấy, sâu vô qua bụi chuối luôn anh chị, sâu vô tuốt xuống 45 mét lần. Và có 40 thổ cư anh chị, có sẵn căn nhà luôn nha. Cái đất ở khu vực biển Bình Châu này thì giá trị nói chung là cái thị trường bất động sản đây cũng là thuộc là khá là cao, nhưng mà riêng cái này chủ mình đang cần bán anh chị nên là bán giá cực mềm luôn. Tính ra tương đương là 261 mét, mà là 2.6 tỷ anh chị. Nhưng mà như vậy biển Bình Châu thì anh chị biết rồi, cái khu du lịch thì có những cái gì, có những cái suối nước nóng Bình Châu nè, và biển Bình Châu và Novaland và khu chơi nhà nước của Novaland này, những cái điểm du lịch đó. Đó, và Bangkok nè, vân vân, nhiều lắm, nhưng em Điền không kể hết được cho cô chú chị mình. Mà đất không là 260 triệu là đã rẻ rồi, nhưng mà nó có sẵn là căn nhà cấp 4 nữa, giá đã rẻ rồi mà có thêm căn nhà nữa. Đất mình thì quy hoạch là đất ở đô thị nha anh chị, tương lai Bình Châu mình sẽ lên thị trấn Bình Châu anh chị. Anh chị mà cô chú chị mà muốn lên thêm thổ cư thì mình lên vẫn được nha, đăng ký mình lên hết thổ cư hết đất cũng được. Nói chung là tùy nhu cầu sử dụng của cô chú anh chị. Vị trí của bất động sản này thì dường như là nằm trung tâm của xã Bình Châu rồi. Trường học và chợ, đặc biệt là chợ đầu mối nha anh chị. Đây là chợ đầu mối hải sản luôn. Là hải sản tất cả trong huyện mình là đều về đây lấy hải sản bán hết cô chú anh chị. Chí Hồ Tràm thì vẫn có là đánh bắt cá nhưng mà không lớn bằng ở đây, tại vì ngay chỗ Bình Châu mình thì có cái cửa biển anh chị. Thì tất cả tàu bè đều đánh vào đây anh chị. Nói chung là tất cả cái khu du lịch ở cái xã Bình Châu thì cô chú anh chị chạy đâu đó bán kính thì 5-10 phút là tới tất cả những địa điểm đó rồi. Địa điểm như là suối nước nóng Bình Châu nè, và Bangkok nè. Đó là Bangkok là nơi được gọi là homestay và nghỉ dưỡng và du lịch ở trong đó. Và Novaworld
chỗ là khu vui chơi nhà nước của Nova World luôn. Nói chung là nhiều khách du lịch xuống đây nhiều lắm anh chị. Từ thành phố Hồ Chí Minh mà chạy về bất động sản của mình thì khoảng là 2 tiếng rưỡi đi cao tốc thôi anh chị. Và Bình Châu này thì là giáp với lại tỉnh Bình Thuận nè chị, chạy xíu là qua tỉnh Bình Thuận rồi đó. Đường này đi cũng được nè, và ra đường quốc lộ 15 đi cũng được ha. Rồi em Điền xin phép được dừng video tại đây. Thì cô chú chị nhớ nhấn đăng ký để ủng hộ em Điền, và nhớ theo dõi những clip sau em Điền đăng nhé. Xin chào cô chú chị.